thực sự gọi xe điện thì chúng ta gọi gọi chung, nhưng mà thực sự xe điện nó có thể chia làm 4 phân khúc các bạn. Thứ nhất là HEV, tức là xe mà có động cơ điện, mình gọi động cơ lai á, và động cơ đốt trong. Động cơ đốt trong á sạc điện cho bình ắc quy để vận hành xe điện khi mà bình ắc quy cạn kiệt dưới một mức nhất định. Cái dòng thứ hai của xe điện á là PHEV, tức là nó tích hợp thêm một cái là chúng ta có thể sạc bằng điện nhà được. Rồi, một cái dòng xe điện mới hơn nữa là dòng xe BEV. BEV đó, BEV nó là xe điện hoàn toàn nhưng nó có thể sạc bằng công nghệ sạc điện nhà được. Và một dòng nó được phát triển khá lâu rồi nhưng mà do vấn đề giá thành cũng như vấn đề an toàn, đó là xe mà fuel cell, hay chúng ta sử dụng cái khí hydro hóa lỏng để mà phản ứng với oxy tạo ra năng lượng điện để chạy động cơ điện. Thì với bốn cái dòng xe điện đó, chúng ta có rất nhiều kiến thức để mà phải học trong tương lai, đặc biệt là lĩnh vực hệ thống điện và điều khiển điện tử. Thì đây là một cái góc nhìn cá nhân của tôi về cái topic này. Thị trường thế giới về vấn đề mà môi trường và năng lượng đang là một vấn đề rất là lớn mà các quốc gia phát triển cũng như đang phát triển đang gặp rất nhiều vấn đề. Về nhiên liệu hóa thạch thì trong tương lai gần nó đang cạn kiệt dần. Rồi các vấn đề về năng lượng, về thủy điện, về nhiệt điện liên quan đến khai thác khoáng sản, nhiên liệu hóa thạch tạo ra những cái hiệu ứng không tốt về môi trường. Thì xu hướng về công nghệ sau này, tất cả các quốc gia đang phát triển họ sẽ chuyển dần sang công nghệ sạch, ví dụ như năng lượng gió, năng lượng mặt trời. Thì xu hướng trong lĩnh vực ô tô cũng vậy, xe điện sẽ là một xu hướng tất yếu. Bằng chứng là tất cả những cái hãng xe lớn, những tập đoàn lớn về sản xuất ô tô đã cam kết đến năm 2030 thì gần như là động cơ đốt trong không còn sử dụng nữa và chuyển hoàn toàn thành động cơ điện. Thì đó là một cái lộ trình còn khá dài, đúng không ạ? Hiện tại ở các nước phát triển, ví dụ như Bắc Âu, Phần Lan, Thụy Điển, nếu các bạn có dịp đến đó, các bạn sẽ thấy là xe điện họ sử dụng gần như là 50-50 so với xe động cơ đốt trong. Nhưng mà một cái điều đặc biệt đối với xe điện, chúng ta cần một cái hạ tầng cơ sở để phục vụ cho nó. Vì xe điện hiện tại á, khoảng cách chạy tối đa khoảng 300-500 km. Vậy thì nếu muốn thay thế hoàn toàn một cái động cơ đốt trong với một cái hạ tầng cơ sở đó được phủ rộng toàn cầu thì xe điện vẫn là, đây là một cái điểm yếu của xe điện. Nhưng vấn đề hạ tầng cơ sở cho xe điện thì thực sự là phụ thuộc rất là nhiều về các chính sách của từng quốc gia. Vậy thì tỷ lệ của xe điện so với xe động cơ đốt trong tại thời điểm hiện tại như thế nào? Thực sự nó còn rất nhỏ các bạn, còn rất nhỏ. Ví dụ một cái quốc gia mà có cái môi trường tiêu thụ xe gần giống với Việt Nam là Thái Lan thì nó mới chỉ khoảng gần 3%. Còn Việt Nam thì thực sự mới chỉ là 0,2-0,3%. Đó là về kinh doanh, thì đó là một cái điều kiện rộng mở cho một cái lĩnh vực mới. Nhưng với cái xu hướng mà phát triển về xe điện để cải thiện vấn đề môi trường cũng như là vấn đề giải quyết cái bài toán năng lượng hóa thạch đang cạn kiệt dần thì Việt Nam chúng ta cũng không đi ngoài xu hướng đó được. Cho nên là trong tương lai sắp tới, xe điện là một xu hướng tất yếu tại Việt Nam. Bằng chứng là các bạn thấy là VinFast là một trong những cái thương hiệu đầu tiên đã có những cái khởi điểm về xe điện. Đợt triển lãm Los Angeles Motor Show tại Mỹ, VinFast đã đưa ra mẫu xe E35, E36. Thì ở Việt Nam chúng ta có E34. E34 chuẩn bị giao xe và thương mại ở trên thị trường Việt Nam. Thì sắp tới sẽ có hàng loạt các cái hãng xe, hơn 20 hãng xe đã có một cái lịch trình để sản xuất về xe điện trong vòng từ 3 đến 5 năm tới và sẽ cung cấp thương mại hóa trên thị trường. Vậy thì xe điện ở tại thị trường Việt Nam sẽ phát triển như thế nào và thời điểm nào sẽ bùng nổ? Thì tôi nói theo cái quan điểm của tôi và cái góc nhìn của bản thân tôi thì trong vòng 5 năm tới xe điện chưa thể bùng nổ tại Việt Nam được, nhưng đó là xu hướng tất yếu, chắc chắn sẽ có. Và tại sao 3 đến 5 năm tới mà chúng ta chưa bùng nổ xe điện được? Vì liên quan đến vấn đề mà hạ tầng cơ sở để phục vụ cho xe điện. Cái đó nó liên quan đến chính sách của Việt Nam. Tại vì nếu chính sách của Việt Nam mà tốt, nhanh thì xe điện sẽ xuất hiện ở Việt Nam sớm và nhiều theo thời gian. Xe điện ở tại Việt Nam hiện tại bây giờ chúng ta thấy là đợt vừa rồi thì các báo chí đã đăng ở Phú Quốc
đã có cái hệ thống sạc xe điện rồi. Và chắc trong tương lai gần, thành phố Hồ Chí Minh hay Hà Nội sẽ là hai thành phố mũi nhọn để mà phát triển những cái dòng xe điện, cũng như là thí điểm để mà làm những cái hạ tầng cơ sở phục vụ cho xe điện, chủ yếu là vấn đề sạc khi đi liên tỉnh hoặc là trong thành phố, ở những cái khu trung tâm thương mại hoặc là những khu dân cư. Thì hạ tầng cơ sở đó tôi hy vọng Việt Nam sẽ sớm phát triển. Nhưng mà trong từ 3-5 năm tới thì chưa thể thay thế động cơ đốt trong hoàn toàn được. Tại vì đó, động cơ đốt trong vẫn có một cái ưu thế là chúng ta đã có một cái hệ thống mà cung cấp nhiên liệu phủ trục toàn Việt Nam rồi. Thì đối với xe điện, đặc biệt là vấn đề kỹ thuật xe điện, đối với các anh em làm trong nghề ô tô này thì chúng ta nên quan tâm vấn đề gì? Thứ nhất, tôi muốn nói đến xe điện thì các bạn phải nhớ ngay đến vấn đề an toàn. Tại vì những cái dòng điện mà ở trên động cơ điện ở trên xe đó, nó lên có thể lên tới vài trăm ampe, 200 ampe, mặc dù nó là điện 1 triệu. Nhưng mà với 200 ampe đó thì chúng ta rất là nguy hiểm, có thể gây chết người. Cho nên là trong tương lai sắp tới á, các bạn phải hiểu, tìm hiểu, nâng cao kiến thức của mình về tất cả những công nghệ ứng dụng trong dòng xe điện, đặc biệt là những cái quy trình an toàn khi mà chúng ta tiếp cận sửa chữa hoặc là bảo dưỡng trên những dòng xe điện này. Vấn đề về xe điện ở Việt Nam á, chúng ta sẽ còn liên quan đến một cái nữa là vấn đề về hệ thống sạc. Chúng ta có hệ thống sạc indoor và outdoor. Hệ thống sạc indoor tức là khi chúng ta mua một chiếc xe điện thì chúng ta có lắp một cái bộ thiết bị để mà sạc điện của nó khi chúng ta về nhà, đậu trong gara ở nhà. Thì cái đó là hệ thống sạc, nó gọi là indoor. Còn hệ thống sạc outdoor là sao? Hệ thống sạc outdoor là những cái nó sẽ trang bị do những cái bãi đậu xe trên dọc tuyến quốc lộ hoặc những cái trung tâm thương mại hoặc là những cái khu mà dân cư sạc ở ngoài trời. Thì đó là những cái vấn đề mà trong tương lai gần chúng ta phải quan tâm đến. Đặc biệt là những cái anh em thợ làm lĩnh vực ô tô, chúng ta phải trang bị kiến thức rất là nhiều. Thực ra thì các bạn thấy rằng là cái việc mà sửa chữa ô tô điện thì thứ nhất là cái ô tô điện nó vẫn là cái ô tô cái đã. Nó vẫn là các cái hệ thống giống như một chiếc ô tô chạy xăng, chạy diesel hiện tại. Nhưng nó sẽ thay thế cái hệ thống truyền động, là nó sẽ thay bằng hệ thống động cơ điện. Nó được trang bị tích hợp thêm một cái khối pin rất là lớn. Bản chất là nó vẫn là chiếc ô tô thôi, nhưng mà chúng ta sẽ thấy rằng là trước đây là chúng ta làm ô tô là ban đầu là làm phần cơ khí là nhiều, nhưng mà sau đó là ô tô được tích hợp và tăng cường dần nhiều hơn những cái hệ thống điện ở trên xe, và hoàn toàn về sau này là cái phần cơ khí như là máy, như là hộp số là nó sẽ giảm đi, thậm chí là máy nó không còn động cơ đốt trong nữa, hộp số thì nó có thể nó chỉ là còn là những cái bộ chuyển tốc, những cái bộ thay đổi cái tỉ số truyền thôi, nó không còn về cơ cấu phức tạp giống như cái hộp số của cái động cơ đốt trong nữa. Xe điện thì sau này chúng ta thấy rằng là nó vẫn có những cái cơ cấu phần cơ khí như là hệ thống treo xe nó vẫn còn, nhưng mà tập trung phần lớn là hệ thống điện. Thì nó vẫn là sửa chữa hệ thống điện giống như bây giờ thôi, nó không khác gì cả, nhưng mà nó là hệ thống điện sử dụng những cái dòng điện cao áp, sử dụng những cái điện thế cao. Vậy thì chúng ta buộc phải có kiến thức về nó, chúng ta được phải trang bị đầy đủ những kiến thức về hệ thống điện và những cái trang bị an toàn, những kiến thức về an toàn khi làm việc với trên xe sử dụng hệ thống điện cao áp. Trước đây là rất nhiều anh em chúng ta làm nghề ô tô là xuất thân và đi lên từ nền tảng kinh nghiệm là chính, nhưng mà hệ thống điện làm việc với những xe mà xe điện thì cái phần kinh nghiệm đấy nó không thể nào đáp ứng được cái tiêu chí an toàn cũng như là cái hiệu quả sửa chữa được. Cho nên buộc người thợ phải được cập nhật kiến thức, phải được học hỏi bài bản, phải được trang bị an toàn lao động tốt, đặc biệt là anh văn chuyên ngành phải tốt, đặc biệt là sử dụng các cái tài liệu hướng dẫn kỹ thuật phải tốt. Nên đấy là cái việc mà thách thức người thợ bây giờ là phải có kiến thức, phải có tư duy và phải đặc biệt là biết sử dụng những tài liệu để mà chúng ta làm. Chứ cái nền tảng kiến thức kinh nghiệm, những cái nền tảng kinh nghiệm như làm những cái xe đời cũ trước đây, nó sẽ không thể nào giúp ích được nhiều cho những anh em thợ về làm những cái dòng xe đời mới được hay làm những dòng xe điện được. Nếu mà các bạn làm những cái xe đời cũ trước đây, nhiều khi nó hư hỏng, nó chưa làm đúng kỹ thuật thì nhiều khi nó chỉ làm gãy con ốc, hay nó làm hư hỏng cái chi tiết cơ khí đó thôi, siết lực không đúng hay là làm gãy ốc, làm cong các cái chi tiết cơ khí thì nó cũng ảnh hưởng chưa nhiều. Nhưng nếu mà làm việc với những cái xe dòng điện cao áp, những cái hiệu điện thế cao, thì nếu như để xảy ra mất an toàn lao động thì có thể xảy ra rất nguy hiểm đến cháy nổ, nguy hiểm đến an toàn về sức khỏe con người. Đấy là cái điều mà những người mà theo đuổi lĩnh vực ô tô đời mới
và đặc biệt là những dòng xe điện về sau thì phải được trang bị những kiến thức bài bản, kiến thức đúng chuẩn và những cái tài liệu, biết đọc những cái tài liệu kỹ thuật để mà làm theo những cái hướng dẫn của các cái nhà máy sản xuất. Nó không quá phức tạp, mà phức tạp ở đây là vấn đề của nhà sản xuất đã, chứ nó không phải vấn đề nhà sửa chữa đâu. Đặc biệt là cái vấn đề về pin, sản xuất pin, công nghệ pin, để làm sao có thể lưu trữ được nhiều điện năng để chiếc xe có thể vận hành và di chuyển được quãng đường xa, mà khả năng sạc lại nó phải, nạp điện lại nó phải nhanh. Cái vấn đề mà xử lý pin sau khi mà bỏ cái pin ấy đi ra ngoài thì làm sao mà phải tối ưu cái việc mà tái chế lại. Thì cái việc đó là phần lớn là cái việc khó khăn lớn nhất, nó nằm ở nhà máy sản xuất rồi. Và cái vấn đề lớn nữa, đặc biệt là nằm trong vấn đề thương mại, đó là làm sao mà được chính phủ các cái nước người ta hỗ trợ, người ta đẩy nhanh và người tiêu dùng người ta chấp nhận, người ta lựa chọn cái sản phẩm xe điện nhanh. Thì đó là cái vấn đề của nhà sản xuất chứ không phải vấn đề của anh em kỹ thuật hay là người sửa chữa, các kỹ thuật viên sửa chữa. Thế còn bản thân nếu chúng ta được học chuẩn chỉnh về hệ thống điện ở trên ô tô bây giờ rồi thì các bạn chỉ cần cập nhật thêm kiến thức một chút về hệ thống điện ở trên xe sử dụng hoàn điện hoàn toàn là các bạn có thể làm được. Nó không phải vấn đề lớn. Vậy thì đối với những bạn sinh viên, những bạn đang theo đuổi cái ngành nghề là kỹ thuật ô tô hoặc cơ khí động lực, chúng ta cần chuẩn bị cái gì? Thứ nhất, trong thời gian sắp tới, chắc chắn các trường đại học sẽ theo cái xu hướng mà phát triển của thị trường và đặc biệt là trong lĩnh vực ô tô, sẽ có những cái khóa trang bị bổ sung kiến thức về động cơ điện. Thì hiện tại bây giờ các bạn cũng nên chuẩn bị tâm thế để chúng ta có nghiên cứu thêm, tìm hiểu thêm về cái lĩnh vực công nghệ mới trong lĩnh vực xe điện. Và trong tương lai gần hơn, chúng ta sẽ có những cái khóa học và các trường đại học bản thân họ cũng đã sẽ có những cái chương trình đào tạo thêm cho các bạn về xe điện. Vì cái nhu cầu của thị trường, họ cần những người có những kỹ năng đó, chắc chắn những cái môn học đó sẽ rất là bổ ích cho các bạn và nó sẽ có trong thời gian sớm nhất. Cho nên là chúng ta vẫn có một cái thời gian 3 đến 5 năm để chuyển hóa từ xe điện trở thành là đối với xe động cơ đốt trong. Cho nên các bạn vẫn có thời gian để các bạn chuẩn bị học. Nhưng cái điều quan trọng nhất là khi chúng ta là sinh viên, chúng ta đã thấy xu hướng công nghệ cũng như là xu hướng về thị trường, cũng như là về các vấn đề về an toàn môi trường trên toàn cầu cũng như ở Việt Nam. Thì vấn đề chúng ta hãy cố gắng phát triển, tìm hiểu thêm từ trên mạng, từ những hãng xe công nghệ để chúng ta bổ sung kiến thức chúng ta sớm nhất để chúng ta có thể tiếp cận được sau khi chúng ta ra trường và chúng ta gặp những cái công nghệ xe mới này không phải là điều bỡ ngỡ với các bạn. Chúc các bạn thành công.